Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang tiếp tục xu thế phát triển tích cực. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, chúc mừng Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp và đồng chí Tập Cận Bình tiếp tục được Đại hội bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao bước phát triển sáng tạo lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội 19 đề ra, xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia hiện đại, xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự tham dự và đóng góp tích cực của Trung Quốc vào thành công chung của hội nghị cấp cao APEC 2017. Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trang trọng với 21 loạt đại bác. Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam ngay sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tận mắt chứng kiến sự phát triển của đất nước Việt Nam, chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn. Chân thành cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng Đại hội 19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đánh giá cao việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên sang Trung Quốc chúc mừng ngay sau khi Đại hội 19 kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2017 và đánh giá cao kết quả hội nghị đạt được đối với thúc đẩy phát triển của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi đến Đảng, Chính phủ và nhân dân những khu vực bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Trong không khí chân thành hữu nghị, hai Tổng Bí thư đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về những định hướng và biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung thời gian qua. Tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, giao lưu hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước được đẩy mạnh. Hai bên tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng của nhau, hợp tác thương mại, đầu tư du lịch đều có tiến triển. Tình hình biên giới trên bộ và vịnh Bắc Bộ cơ bản ổn định. Hai bên nhất trí phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tích cực giải quyết những khó khăn vướng mắc, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung không ngừng phát triển ổn định, bền vững. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò tích cực và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số trọng tâm tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Thứ nhất, tăng cường trao đổi cấp cao, đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa các ngành các cấp, đề nghị hai bên duy trì thường xuyên truyền thống tốt đẹp giao lưu, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh giao lưu, nâng cao hiệu quả hợp tác và phát huy vai trò kênh đảng để góp phần tăng cường tin cậy chính trị, định hướng tổng thể và thúc đẩy quan hệ song phương, tổ chức tốt cuộc gặp đại diện hai bộ chính trị, hội thảo lý luận triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ, đi sâu trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng và quản lý đất nước. Tăng cường giao lưu trao đổi giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc và giữa các ngành, các cấp, giữa các đoàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước để tiếp tục bồi đắp xây dựng nền tảng xã hội hữu nghị cho quan hệ hai Đảng, hai nước.
phát huy hơn nữa vai trò điều phối của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc giám sát, đôn đốc triển khai các thỏa thuận đã đạt được, nhất là thỏa thuận cấp cao, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc trong quan hệ hợp tác giữa các ngành, các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, thực hiện tốt tuyên bố tầm nhìn hợp tác quốc phòng đến năm 2025, tổ chức tốt giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đối thoại chiến lược quốc phòng, các cơ chế giao lưu hợp tác giữa bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ, chia sẻ kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị, y học, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về an ninh, phối hợp phòng chống các loại tội phạm, duy trì tốt các cơ chế tham vấn, trao đổi giữa hai bộ ngoại giao trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như tại các diễn đàn đa phương. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường giao lưu, hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền về đất nước, con người, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước và quan hệ Việt-Trung, góp phần tăng cường hơn nữa hiểu biết và hữu nghị trong nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước. Thứ hai, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế và trên các lĩnh vực khác, đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tập trung vào một số trọng tâm, tăng cường hợp tác đầu tư, mở rộng quy mô thương mại song phương, áp dụng các biện pháp hữu hiệu cải thiện hơn nữa tình trạng nhập siêu của Việt Nam, tăng cường hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, phấn đấu tạo tiến triển hơn nữa cho hợp tác lai tạo giống lúa, cây trồng thích nghi hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, xử lý ổn thỏa vấn đề tàu cá ngư dân, quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước sông suối biên giới, hợp tác phòng ngừa ứng phó lũ lụt, an toàn hạt nhân, tạo thuận lợi cho hợp tác kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không. Tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo các địa phương triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường các lĩnh vực hợp tác thực chất cùng có lợi, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Thứ ba, duy trì hòa bình ổn định, xử lý tốt vấn đề trên biển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc bảo đảm hòa bình ổn định bền vững, giảm thiểu các nguy cơ bất ổn, xây dựng lòng tin đối với vấn đề Biển Đông giữa các nước liên quan là rất cần thiết, có lợi cho các bên, cho khu vực và thế giới. Các bên liên quan cần kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình hoặc mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhau, tập trung nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển để ưu tiên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, sớm tiến hành đàm phán thực chất để xây dựng bộ quy tắc ứng xử hiệu lực và hiệu quả. Tích cực xem xét thúc đẩy các hình thức hợp tác phù hợp tại một số khu vực thực sự có chồng lấn phù hợp với luật pháp quốc tế, tập trung thực hiện lộ trình đã thống nhất, phát huy kinh nghiệm về phân định và hợp tác trong vịnh Bắc Bộ. Để cố gắng đạt tiến triển đối với việc phân định và hợp tác tại vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, đồng thời nghiên cứu khả năng và các phương án hợp tác giữa các bên liên quan, giữa ASEAN và Trung Quốc trên một số lĩnh vực có lợi ích chung và ít nhạy cảm như quản lý đánh bắt cá và bảo vệ môi trường sinh thái trên biển, nhằm củng cố lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định, bền vững lâu dài trên Biển Đông vì lợi ích chung của tất cả các bên. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo những kết quả quan trọng của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tán thành những phương hướng và biện pháp lớn nhằm phát triển quan hệ hai Đảng hai nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xuất, khẳng định coi trọng việc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và cho rằng hai bên cần nhìn nhận quan hệ Trung Việt từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài, thúc đẩy quan hệ Trung Việt phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, phát triển và phồn vinh của khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, tăng cường trao đổi chiến lược và tin cậy chính trị, làm sâu sắc giao lưu kênh đảng, tăng cường giao lưu hợp tác về ngoại giao, an ninh, quốc phòng, thúc đẩy hợp tác thiết thực phục vụ công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa tại mỗi nước, phát huy vai trò điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác về thương mại, cơ sở hạ tầng, tài chính tiền tệ và kết nối chiến lược phát triển giữa sáng kiến, vành đai và con đường với hai hành lang một vành đai kinh tế. Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển cân bằng bền vững, đạt mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các địa phương và khu vực biên giới hai nước, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực về an sinh xã hội, đem lại lợi ích cải thiện đời sống của nhân dân. Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 600 triệu nhân dân tệ trong 3 năm để cải thiện an sinh xã hội các tỉnh phía Bắc Việt Nam, nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng trên biển,
duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và khẳng định Trung Quốc mong muốn cùng ASEAN thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, APEC, Trung Quốc ASEAN, Lan Thương Mekong, góp phần duy trì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực và thế giới. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Cụ thể, hai Tổng Bí thư đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hợp tác thương mại điện tử giữa hai bộ nói trên. Công thư trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc nghiên cứu tính khả thi trước khi lập dự án về dự án viện trợ xây mới cơ sở hai học viện y dược học cổ truyền Việt Nam. Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc về việc xác định danh mục các dự án hợp tác trọng điểm của quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Trung Quốc 2017-2021. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo. Bản ghi nhớ về danh mục dự án hợp tác năng lực sản xuất năm 2017 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc. Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp văn hóa giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa Trung Quốc. Kế hoạch hành động về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc giai đoạn 2017-2020. Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin thanh tra giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Quản lý Giám sát Ngân hàng Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Nhân dịp này, hai Tổng Bí thư cũng đã chứng kiến lễ trao đổi 7 văn kiện đã được hai bên ký kết trước đó. Đó là thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Thỏa thuận về hợp tác trao đổi khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý pháp quy an toàn hạt nhân giữa Cục An toàn bức xạ hạt nhân Việt Nam và Cục An toàn hạt nhân Trung Quốc. Thỏa thuận khung hợp tác 2017-2022 giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Việt Nam và Cục Sự nghiệp Xuất bản Phát hành Ngoại văn Trung Quốc. Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Toàn quốc Trung Quốc. Văn bản chấp nhận nguyên tắc việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. Và cuối cùng là thỏa thuận đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất lốp xe giữa Công ty Phát triển Khu công nghiệp Long Giang và Công ty Cổ phần Lốp xe Quý Châu. Trong khuôn khổ chuyến thăm vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ khánh thành và bàn giao Cung hữu nghị Việt Trung và khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Công trình Cung hữu nghị Việt Trung tọa lạc trên công viên rộng 3,3 hectare, diện tích xây dựng gần 14.000 m2, được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, Cung hữu nghị Việt Trung sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật và hội nghị, hội thảo. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng thực hiện nghi thức trao chìa khóa tượng trưng Cung hữu nghị Việt Trung. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã tiến hành khai trương biển tên Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có buổi gặp gỡ giao lưu với các đại biểu tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt Trung và một số chuyên gia, học giả và nhân sĩ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đây là những người có nhiều năm gắn bó, tham gia đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước. Cũng trong chiều nay, tại buổi tiếp đoàn đại biểu hai nước Việt Trung tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt Trung lần thứ 9, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ghi nhận Diễn đàn Nhân dân Việt Trung sau 8 lần tổ chức tại hai nước đã thực sự trở thành địa chỉ để các nhân sĩ, học giả, chuyên gia các giới hai nước phát triển lành mạnh, hiệu quả dựa trên nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đánh giá cao chủ đề tăng cường tin cậy, kết nối chiến lược, cùng nhau phát triển của Diễn đàn Nhân dân hai nước lần này, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng
nội dung diễn đàn ngày càng đề cập sâu hơn về các vấn đề liên quan đến quan hệ hữu nghị Việt Trung hiện nay, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai nước và tạo cơ sở bền vững, thúc đẩy phát triển mối quan hệ hai nước. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể vào sáng nay. Chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam diễn ra khi quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang ở giai đoạn sôi động nhất. Kể từ sau khi hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng với việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, từ 2005, Hoa Kỳ đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng liên tục ở mức 20% trong những năm gần đây, ước đạt 53 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Hợp tác an ninh, quốc phòng được duy trì. Hai nước cũng đã tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác y tế, môi trường, nhân đạo. Về các vấn đề khu vực và đa phương, hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, trong đó có các vấn đề khu vực như an ninh an toàn hàng hải, củng cố đoàn kết, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, triển khai đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN và các vấn đề toàn cầu như chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng và nguồn nước, chống tội phạm xuyên quốc gia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng Tổng thống Donald Trump cùng đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm Việt Nam, đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước, coi đây là cột mốc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, coi trọng và mong muốn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, sâu rộng và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Tổng thống Donald Trump bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm Việt Nam ngay trong năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống và cảm ơn sự đón tiếp hết sức trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống và đoàn. Tổng thống chia sẻ với lãnh đạo Việt Nam và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại về người và của do cơn bão Damrey gây ra. Tổng thống Donald Trump đánh giá cao sự phát triển năng động và vai trò của Việt Nam trong khu vực và quốc tế, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với Việt Nam và nhất trí với Chủ tịch nước Trần Đại Quang rằng hai nước cần tăng cường phát triển quan hệ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Điều rất có ý nghĩa là chỉ riêng trong năm 2017, hai nước đã có hai chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, trong đó Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Tổng thống Trump tới Đông Nam Á và Việt Nam cũng là nước duy nhất Tổng thống Donald Trump dừng chân tại hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng. Tổng thống Donald Trump mong muốn chuyến thăm sẽ là cơ sở quan trọng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về các tiến triển trong quan hệ hai nước, nhấn mạnh khuôn khổ đối tác toàn diện xác lập năm 2013 là cơ sở quan trọng để hai bên củng cố quan hệ trong giai đoạn hiện nay và nhất trí rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang có nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump trao đổi về các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn, trong đó ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là trọng tâm, động lực tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào tăng trưởng và tạo việc làm ở cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng hiện nay hiệp định khung về thương mại và đầu tư là phù hợp để hai bên trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại song phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc đặc biệt là cấp cao, tăng cường tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp, nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương khác như khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong cơn bão Damrey vừa qua và mong muốn Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai bên đã hoàn tất dự án tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng và sớm triển khai dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa cũng như các địa điểm khác trong thời gian tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump khẳng định, Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ các lợi ích chung
trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tôn trọng luật pháp quốc tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2017, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với ASEAN. Tổng thống Donald Trump chúc mừng thành công của tuần lễ cấp cao APEC và đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà, khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN. Về các vấn đề khu vực, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở tại Biển Đông, nhất trí giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC có ý nghĩa. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump cũng trao đổi về các vấn đề khu vực khác cùng quan tâm, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chứng kiến lễ ký nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng, bao gồm hợp đồng mua và bảo dưỡng động cơ máy bay giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam với hãng sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney, bản ghi nhớ về dự án kho cảng khí đốt hóa lỏng tự nhiên Sơn Mỹ giữa Tổng công ty khí Việt Nam và tập đoàn AES, hợp đồng giữa Tổng công ty khí Việt Nam PVGas và Tổng công ty đường ống dẫn khí Alaska, hợp đồng mua và bảo dưỡng động cơ máy bay giữa công ty Vietjet và công ty Pratt và Whitney, biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực ô tô giữa công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy với tập đoàn Navistar. Theo đó, công ty sẽ đặt mua từ hãng Navistar các dòng xe tải đầu kéo International trong 10 năm tới. Các thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng này có tổng giá trị trên 12 tỷ đô la Mỹ. Sau lễ ký kết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc họp báo chung trước các hãng thông tấn, báo chí Việt Nam và quốc tế. Chủ tịch nước đã đánh giá về những bước tiến trong quan hệ hai nước thời gian qua, thông báo nội dung về những thỏa thuận đạt được giữa hai nước, cũng như về các vấn đề khu vực và thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về kinh tế, thương mại. Hai bên nhất trí ưu tiên hơn cho việc giải quyết hậu quả chiến tranh và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề này. Chúng tôi cũng nhất trí về tầm quan trọng quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN và tin tưởng sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ không những đem lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Thay mặt phái đoàn Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam và khẳng định tình hữu nghị gắn kết với mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển. Qua ba thập kỷ, chúng ta đã gắn kết dần với nhau để tìm ra được những mục tiêu chung, những lợi ích chung, và đó là điều đang diễn ra. Chúng tôi tới đây hôm nay để tái khẳng định những gắn kết đó. Sau chiến tranh, chúng ta đã đạt được những tình hữu nghị sâu sắc, quan hệ đối tác và đạt được hòa bình dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, và những cựu binh đặt nền tảng cho thành tựu này. Các hoạt động nhân đạo chung với người dân và chính phủ Việt Nam nhằm tìm những người Mỹ vẫn còn mất tích đã diễn ra trong nhiều thập kỷ qua. Việc này rất quan trọng đối với chúng tôi. Trên tinh thần hữu nghị này, tôi muốn chúc mừng Chủ tịch Trần Đại Quang vì chủ trì rất thành công cuộc họp của các nhà lãnh đạo APEC ở Đà Nẵng. Xin chúc mừng. Tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng trả lời các câu hỏi của phóng viên về những nội dung sẽ được triển khai nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Tổng thống Donald Trump. Tôi đến từ Đài Truyền hình Việt Nam, xin có câu hỏi dành cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Xin ông cho biết về phương hướng trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thời gian tới. Trong hội đàm của tôi với ngài Tổng thống, chúng tôi nhận thấy quan hệ giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển và đã trao đổi về các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới. Hai bên cũng cam kết sẽ tăng cường tiếp xúc và đối thoại, đặc biệt là tiếp tục thúc đẩy trao đổi, gặp gỡ cấp cao thông qua các cái chuyến thăm song phương
và tiếp xúc bên lề các cái diễn đàn khu vực và thế giới, thúc đẩy cái đà phát triển của quan hệ kinh tế thương mại đầu tư trên cơ sở cùng có lợi, hạn chế thấp nhất những cái tranh chấp thương mại đầu tư giữa hai nước, tiếp tục triển khai hiệu quả các cái thỏa thuận kinh tế thương mại mà hai bên đã ký kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu và tăng cường hợp tác nhân đạo, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng giao lưu nhân dân. Sau cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump đã đi dạo trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giới thiệu với Tổng thống Donald Trump về bức tượng Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch. Bức tượng có kích thước thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tác phẩm của nhà điêu khắc Mexico Pedro Ramirez Bonzanel, được trao tặng cho nhân dân Việt Nam. Bức tượng nhằm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ quốc tế đã có những đóng góp to lớn cho phong trào cộng sản và công nhân thế giới. Con đường người lựa chọn cho cách mạng Việt Nam và tư tưởng của người đã, đang và mãi mãi sẽ là định hướng cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sau hội nghị cấp cao APEC. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump. Tổng Bí thư cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng và đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và cho thành công của hội nghị cấp cao APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Tổng thống Donald Trump bày tỏ vinh dự và vui mừng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thiện cảm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ chúc mừng Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC một cách tuyệt vời và bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam. Tổng thống cho rằng Hoa Kỳ và Việt Nam có rất nhiều lợi ích chung để tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Tổng thống Trump cũng thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả các cuộc hội đàm, trao đổi với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng thống cho rằng Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ là bằng chứng cho thấy Việt Nam đã thể hiện hiệu quả hơn trong hợp tác song phương thời gian qua. Tổng thống Trump mong muốn Việt Nam tăng cường nhập khẩu các sản phẩm mà Hoa Kỳ có ưu thế, tiềm năng để tiến tới cân bằng hơn về thương mại, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Tổng thống Donald Trump về những tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam và về sự chia sẻ đối với đồng bào miền Trung đang chịu hậu quả bão lũ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá tích cực về sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay. Tổng Bí thư cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng, không gian để mở rộng hợp tác. Tổng Bí thư đề nghị hai bên, cùng với việc tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, phối hợp trên các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, khu vực và thế giới. Cũng trong sáng nay tại cuộc hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tổng thống Donald Trump bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thăm đất nước Việt Nam năng động và tươi đẹp. Đồng thời cho biết, ông thực sự ấn tượng trước những tình cảm chân thành và sự chào đón nồng nhiệt mà người dân thành phố Đà Nẵng và thủ đô Hà Nội đã dành cho Tổng thống trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Tổng thống trân trọng nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời cảm ơn tới người dân Việt Nam. Tổng thống Donald Trump khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam và coi trọng vai trò của Việt Nam trong khu vực. Đồng thời nhấn mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Hoa Kỳ và Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Tổng thống Trump tại Đông Nam Á. Tổng thống khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam cùng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump đã cùng điểm lại và bày tỏ sự hài lòng về những tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước kể từ sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại
an ninh quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau. Ngài đã có một bài phát biểu tại APEC rất tuyệt vời. Ngài đã nhắc lại cái việc mà trước đây 2000 năm Việt Nam đã khởi nghĩa giữ đất nước, cũng như Ngài đã không dùng từ châu Á Thái Bình Dương mà Ngài sử dụng từ Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các cái vấn đề chiến lược khác mà Ngài đã nêu. Tôi có nghiên cứu bài phát biểu này và tôi rất ấn tượng về cái tình hình hiện đại đã nêu ra ở Việt Nam. Tôi rất vui mừng về sự phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian vừa qua, đặc biệt từ sau cuộc hội đàm của chúng tôi với Ngài tại Nhà Trắng. Quan hệ hai nước của chúng ta về chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, vân vân đã có những tiến triển mới và đạt kết quả cụ thể tốt đẹp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump cũng trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy đà phát triển của quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong đó tập trung xây dựng khuôn khổ hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, hạn chế thấp nhất những tranh chấp thương mại đầu tư giữa hai nước, tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận kinh tế thương mại hai bên đã ký. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đang cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn và khuyến khích các công ty Hoa Kỳ đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, và đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác xử lý các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thúc đẩy thương mại và cùng có lợi. Thủ tướng cũng cảm ơn Hoa Kỳ đã mở cửa thị trường cho quả vú sữa của Việt Nam và đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục xem xét xoài và các loại trái cây của Việt Nam. Đi cùng với việc đơn giản và minh bạch hóa các thủ tục nhập khẩu của chương trình thanh tra cá da trơn, sớm khởi động nhóm làm việc về quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Tổng thống Donald Trump nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư cùng có lợi cho cả hai bên và coi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là trọng tâm trong quan hệ hai nước trong thời gian tới. Tổng thống hoan nghênh việc Việt Nam tích cực xử lý một số vấn đề thương mại ưu tiên, bao gồm việc mở cửa thị trường cho hàng nông sản, hàng công nghiệp, hàng hóa và dịch vụ công nghệ thông tin của Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí việc cần phải giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đi cùng với tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực, trong đó có hội nghị cấp cao Đông Á tại Philippines sắp tới. Trước đó vào tối qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm cấp nhà nước Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã điểm lại bề dày lịch sử mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Từ những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình đi tìm đường cứu nước đã dừng chân tại Boston, bang Massachusetts, cái nôi của cách mạng Hoa Kỳ, rồi cùng vượt qua những thăng trầm của lịch sử để có mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay với sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, cùng nỗ lực vì một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump diễn ra vào thời điểm sôi động nhất của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là bằng chứng sinh động cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Tổng thống là cột mốc rất quan trọng, đánh dấu thời khắc tốt đẹp nhất trong lịch sử quan hệ, mở ra một tương lai rộng lớn để hai nước viết tiếp những trang sử mới. Tôi chia sẻ một câu phát biểu của Ngài: không có giấc mơ nào quá lớn lao, không có trở ngại nào quá vĩ đại, và không có mong muốn nào của chúng ta về tương lai nằm ngoài tầm với. Và tin tưởng trong bối cảnh khu vực và thế giới còn nhiều biến động, mối quan hệ hợp tác toàn diện, ổn định và cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ là một nhân tố tích cực góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực
và trên thế giới. Phát biểu đáp từ, Tổng thống Donald Trump bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam vào thời điểm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam đang có những bước tiến tích cực chưa từng có. Tổng thống cũng chúc mừng nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu tuyệt vời và kỳ diệu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội những năm qua. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, chúng tôi đã nhìn thấy những điều rất tuyệt vời, những điều mà tôi sẽ nhớ mãi. Tôi xin chúc mừng Ngài Chủ tịch về những điều tuyệt vời mà đất nước Việt Nam đã làm được. Việt Nam đã trở thành một điều kỳ diệu của thế giới. Tôi vinh dự được có mặt tại đây khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những tiến triển chưa từng có. Không niềm vui nào có thể sánh được với sự phát triển của quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam hiện nay. Và tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều dịp được gặp lại Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhân dịp này, Tổng thống cũng đã gửi lời chia buồn tới nạn nhân cơn bão số 12 vừa qua. Tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua những khó khăn hiện tại. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tới Việt Nam, hôm nay hai bên đã ra tuyên bố chung. Sau đây là toàn văn tuyên bố. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017. Lãnh đạo hai nước thảo luận về những biện pháp để củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, các lợi ích và mong muốn chung, thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Lãnh đạo hai bên tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa trên cơ sở những tuyên bố chung trước đây giữa hai nước, tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Tổng thống Donald Trump chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định ý định duy trì tiếp xúc trao đổi đoàn ở cấp cao và củng cố các cơ chế đối thoại hiện có, bao gồm đối thoại kênh đảng. Hai bên nêu bật mối quan hệ kinh tế ngày càng được tăng cường và cùng có lợi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhấn mạnh mong muốn chung tạo công ăn việc làm và tạo dựng những điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và buôn bán ở cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ làm sâu sắc hơn và mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư song phương thông qua các cơ chế chính thức, bao gồm Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư. Hai bên hoan nghênh việc mở cửa trở lại thị trường Việt Nam cho mặt hàng bột bã ngô của Hoa Kỳ và mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho trái vú sữa của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cam kết tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp, trong đó có cá da trơn, tôm, xoài, cam kết thúc đẩy thương mại, đầu tư tự do và công bằng trong các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có dịch vụ thanh toán điện tử, ô tô và việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc công bố các thỏa thuận thương mại mới trị giá hơn 12 tỷ đô la Mỹ nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump. Hoan nghênh quan hệ song phương ngày càng được tăng cường trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có những cuộc thảo luận giữa doanh nghiệp hai bên về việc Việt Nam nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Hoa Kỳ và những bước đi của Việt Nam nhằm nâng cao khả năng sản xuất năng lượng mặt trời với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết chung làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và quyết tâm chung đối phó với các thách thức an ninh khu vực. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển giao một tàu tuần tra bờ biển lớp Hamilton giúp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải và thực thi pháp luật của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kế hoạch về việc một tàu sân bay Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm một cảng của Việt Nam trong năm 2018. Hai bên khẳng định kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020 nhằm thực thi bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác quốc phòng song phương năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015. Qua đó thắt chặt quan hệ quốc phòng song phương trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, các hoạt động gìn giữ hòa bình và khắc phục hậu quả chiến tranh. Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sớm thăm Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước sẽ làm sâu sắc hơn và từng bước mở rộng hợp tác an ninh, tình báo, tăng cường trao đổi thông tin và huấn luyện chung trong các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên tỏ ý định thắt chặt hợp tác về an ninh mạng thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy một không gian mạng mở và an toàn. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự quan tâm về việc phối hợp chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ trong bảo đảm an toàn, an ninh hàng không và chống khủng bố. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác để khắc phục các hậu quả chiến tranh. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao đóng góp của Hoa Kỳ đối với việc tẩy độc thành công sân bay Đà Nẵng và hoan nghênh việc Hoa Kỳ cam kết tiếp tục đóng góp để tẩy độc sân bay Biên Hòa.
Chủ tịch nước hoan nghênh Hoa Kỳ cung cấp thêm sự hỗ trợ cho người khuyết tật. Tổng thống Donald Trump đánh giá cao Việt Nam tiếp tục hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh và cam kết sẽ hợp tác với Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm tin tức của bộ đội Việt Nam bị mất tích trong chiến tranh. Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, cụ thể thông qua trao đổi chuyên môn và học thuật. Việc đưa trường đại học Fulbright Việt Nam vào hoạt động, các khoản trợ cấp với tổng giá trị 500.000 đô la Mỹ dành cho cựu sinh viên của Quỹ Giáo dục Việt Nam và việc những tình nguyện viên đầu tiên thuộc chương trình Hòa bình có mặt tại Việt Nam. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh hai bên trao đổi biên bản thảo luận về ý định dành cho Hoa Kỳ lô đất D30 tại Hà Nội, thuê để xây mới Đại sứ quán Hoa Kỳ phù hợp với luật pháp mỗi nước. Tổng thống Donald Trump tái khẳng định Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ để Việt Nam có được các cơ sở vật chất ngoại giao và lãnh sự tốt hơn tại Hoa Kỳ. Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Lãnh đạo hai nước thỏa thuận và hoan nghênh các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác và phát triển tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hai bên ghi nhận vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại khu vực và cam kết tôn trọng và hỗ trợ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ ASEAN đóng một vai trò lớn hơn trong ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ở khu vực, bao gồm khủng bố, các tình huống khủng hoảng thiên nhiên và nhân đạo, nạn buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN trên cơ sở các nguyên tắc nêu trong tuyên bố Sunnyland 2016. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm thiết lập quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN và trông đợi những hoạt động kỷ niệm sắp tới, bao gồm hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN tại Manila vào ngày 13 tháng 11 năm 2017. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về các chương trình và vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Hai bên hối thúc tất cả các nước thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác song phương để đảm bảo thực thi hiệu quả những nghị quyết này. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyền được tiếp cận tự do và mở cửa và mở khu vực Biển Đông đối với cộng đồng quốc tế, tầm quan trọng của việc duy trì thương mại hợp pháp không bị cản trở và sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác. Hai bên tái khẳng định lập trường về Biển Đông được nêu trong các tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ và Hoa Kỳ-ASEAN trước đây, bao gồm việc kêu gọi các bên không có những hành động làm leo thang căng thẳng, quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp và hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển, tái khẳng định cam kết chung đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Lãnh đạo hai nước kêu gọi thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Hai bên cũng kêu gọi tất cả các bên yêu sách ở Biển Đông làm rõ và thực thi những yêu sách hàng hải của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và thực hiện một cách thiện chí những trách nhiệm pháp lý quốc tế của mình trong quá trình quản lý và giải quyết tranh chấp. Hai nhà lãnh đạo ghi nhận, với tư cách một đối tác của Ủy hội Mekong và một thành viên sáng lập của sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực của các nước hạ nguồn sông Mekong nhằm quản lý một cách bền vững các nguồn nước và tài nguyên môi trường ở khu vực, phục vụ lợi ích của tất cả các nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận vai trò đi đầu của Hoa Kỳ trong giảm thiểu phát thải khí carbon trên toàn cầu và sáng tạo công nghệ năng lượng sạch. Cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau đây là tin chúng tôi vừa thực hiện. Trong chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định
Trên cơ sở coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định, bền vững với Trung Quốc, Việt Nam chân thành mong muốn và ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò tích cực và đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, kịp thời trao đổi chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng đại trong quan hệ hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy đi sâu hợp tác, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt-Trung. Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước, nhất là về công tác lập pháp, giám sát, đôn đốc và thực hiện, thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã ký kết, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban Quốc hội, ủng hộ các đại biểu Quốc hội của hai nước, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Nhất trí cần không ngừng củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tăng cường giao lưu trao đổi cấp cao, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực, thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng bền vững cũng như các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất, xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới và các dự án hợp tác lớn, mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân giữa thanh niên hai nước, các cơ quan báo chí nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cùng kiểm soát tốt bất đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh đây là thành tố quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt. Hoan nghênh Nhân đại và Quốc hội hai nước tiếp tục mở rộng trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, công tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Mong muốn cơ quan đại biểu nhân dân hai nước tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, qua đó tăng thêm sự hiểu biết, củng cố tin cậy và đoàn kết giữa nhân dân hai nước, xây dựng nền tảng xã hội rộng rãi và vững chắc cho quan hệ hai nước. Các nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm phố cổ Hội An, tham dự lễ khai trương không gian văn hóa hữu nghị Việt Nhật. Để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam dự tính cần tới 61% nguồn vốn xã hội hóa, vì thế cơ chế thu hút vốn đầu tư được xem là mấu chốt để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án này. Thưa quý vị, một sự kiện mang nhiều ý nghĩa đã diễn ra vào tối qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cùng tham dự lễ khai trương không gian văn hóa hữu nghị Việt-Nhật tại thành phố Hội An, trước khi có cuộc hội đàm và ăn tối làm việc kéo dài đến hơn 10 giờ đêm. Cách đây 3 tháng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Shinzo Abe tới thăm phố cổ Hội An. Đây là một cử chỉ mang nhiều thông điệp, bởi Hội An không chỉ là nơi đã chứng kiến sự phồn thịnh trong giao thương giữa hai nước cách đây hơn 400 năm, mà Quảng Nam còn là quê hương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vì thế, việc lần đầu tiên trong lịch sử 400 năm quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, sự kiện Thủ tướng của hai nước cùng đến thăm Hội An được coi như là một hành động mang tính biểu tượng cho việc đưa tình hữu nghị và quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại. Không gian văn hóa hữu nghị Việt-Nhật tại thành phố Hội An mà trung tâm là mô hình Châu Ấn Thuyền. Mới đây, thành phố Nagasaki đã tặng mô hình này cho Hội An. Đây là con thuyền được các thương nhân ở thành phố Nagasaki sử dụng để vận chuyển hàng hóa qua lại giữa Nhật Bản và thương cảng Hội An cách đây hơn 400 năm. Và cũng là con thuyền đã đưa công chúa Ngọc Hoa, con chúa Nguyễn Phúc Nguyên theo chồng là thương nhân Araki Sotaro về thành phố Nagasaki của Nhật Bản từ năm 1620. Theo các sử gia Nhật Bản, công chúa Ngọc Hoa là người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Nhật Bản và bà đã có ảnh hưởng nhất định
đến văn hóa và giao thương ở Nagasaki. Và hơn 400 năm sau, lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản đã cùng dạo bước trên những con đường chứa đựng biết bao nét văn hóa tương đồng giữa hai dân tộc. Thủ tướng Shinzo Abe tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú khi bắt gặp những nét văn hóa Nhật Bản vẫn còn được lưu giữ tại mỗi ngôi nhà, mỗi cửa hàng trên quãng đường từ quảng trường sông Hoài qua chùa Cầu và tới bên bờ sông Hoài. Tại cuộc hội đàm diễn ra sau đó trong một ngôi nhà cổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe cùng nhất trí về phương hướng và biện pháp cụ thể để triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong tinh thần tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Shinzo Abe được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản và thắng lợi của Đảng Dân Chủ Tự Do tại cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua, đồng thời cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản đối với đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt lở đất xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam tháng 10 vừa qua, cũng như đồng bào tại các tỉnh miền Trung do cơn bão số 12. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu lâu dài. Còn Thủ tướng Shinzo Abe thì bày tỏ vui mừng khi đến Việt Nam lần thứ hai trong năm nay và cũng là nước đầu tiên mà Thủ tướng Abe đến thăm ngay sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản. Đồng thời khẳng định chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ vì sự phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội thông qua nguồn vốn ODA và đào tạo nguồn nhân lực và cho biết sẽ cho tiến hành khảo sát cơ bản về dự án đường cao tốc Hà Nội Viên Chăn. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp ô tô và nông nghiệp chất lượng cao. Trước đó trong tối qua tại Đà Nẵng, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thái Lan đã thông qua hiến pháp mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng Thái Lan sẽ tổ chức thành công tổng tuyển cử vào cuối năm sau, cũng như tiếp tục củng cố ổn định xã hội và phát triển đất nước, đóng góp tích cực vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Hai thủ tướng đã trao đổi về các biện pháp đôn đốc triển khai các kết quả quan trọng của chuyến thăm chính thức Thái Lan tháng 8 vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Trên tinh thần đó, hai thủ tướng nhất trí sớm thúc đẩy tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương lần thứ 3 tại Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc họp nội các chung giữa hai nước vào năm tới, cũng như tăng cường hợp tác về gạo và phối hợp thúc đẩy kết nối giao thông giữa Việt Nam, Thái Lan và các nước ở tiểu khu vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thái Lan tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam được phân phối tại thị trường Thái Lan, khuyến khích các doanh nhân Thái Lan tăng cường đầu tư vào Việt Nam, sớm hoàn tất các thủ tục phái cử và tiếp nhận lao động nhằm triển khai bản ghi nhớ về hợp tác lao động và thỏa thuận về tuyển dụng lao động ký vào năm 2015, hỗ trợ giải quyết thủ tục, đảm bảo an ninh, an toàn cho lao động Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn các cơ quan chức năng của Thái Lan xử lý vấn đề ngư dân tàu cá Việt Nam trên tinh thần nhân đạo, tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các lực lượng chấp pháp trên biển của hai nước. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC, cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự tang lễ và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ hỏa táng cố nhà vua Thái Lan Bumibol Adulyadej. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thông báo đã cấp phép hoạt động cho Thái Việt Jet Air và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam mở thêm một số đường bay mới kết nối các địa danh du lịch nổi tiếng của hai nước. Thủ tướng Chan-o-cha cũng cho biết ông đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Thái Lan sớm ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngư dân và tàu cá, Thủ tướng Chan-o-cha khẳng định Thái Lan mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Thái Lan trong việc xử lý các vi phạm và vụ việc phát sinh trên biển. Về vấn đề Biển Đông, hai thủ tướng cũng đã chia sẻ quan điểm cần duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở khu vực. Thưa quý vị, tuần lễ cấp cao APEC đã kết thúc vào ngày hôm qua, khép lại năm APEC 2017. Như chúng ta đã biết,
APEC là nơi diễn ra các cuộc thảo luận quan trọng, những quyết định có thể làm thay đổi các vấn đề toàn cầu. Là nước chủ nhà, Việt Nam đã thể hiện vai trò điều phối, hài hòa các lợi ích, thu hẹp khác biệt và thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC để có kết quả là một kỳ APEC thành công. Nhưng bên cạnh những dấu ấn trong các cuộc thảo luận, tuần lễ cấp cao APEC vừa diễn ra tại Đà Nẵng còn có những điểm nhấn bên ngoài phòng họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và các đại biểu tham dự APEC. Đây là hình ảnh có lẽ sẽ còn được nhắc đến nhiều khi nói về tuần lễ cấp cao APEC 2017, một cuộc hội ngộ thể hiện vị thế và tầm vóc của Việt Nam. Từ APEC 2017 là những thông điệp mang tầm chiến lược. Nền tảng của thành công đó là bởi chúng ta cùng tin tưởng vào sức mạnh của hợp tác và đối thoại. Sự phát triển là một hành trình không có điểm kết thúc, mà chỉ có những điểm khởi hành nối tiếp nhau. Ngày nay chúng ta không còn là kẻ thù nữa, chúng ta là bạn bè. APEC Việt Nam là nơi đạt được những thỏa thuận lịch sử. Đó là tuyên bố Nga-Mỹ về Syria. Chúng tôi có thể nói rằng hoạt động bên lề APEC rất có ích và thành công, vì không phải dễ đạt được thỏa thuận về Syria. Và sự khai sinh hiệp định mới thay thế TPP. Và chất lượng của hiệp định thể hiện qua hai cái từ bổ sung là toàn diện và tiến bộ. Và chính vì vậy thì cái tên gọi mới CPTPP đã được sự đồng thuận rất cao của tất cả các bộ trưởng. Tuần lễ APEC không chỉ là những cuộc họp mà còn là những khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo APEC trong những ngày ở Việt Nam. Phút thảnh thơi ngay bên ngoài phòng họp của các nhà lãnh đạo Australia, Trung Quốc, Mỹ với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Và cảm xúc của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trước món quà lưu niệm từ Việt Nam. Phu nhân các lãnh đạo cấp cao APEC cũng đã có những trải nghiệm thú vị tại Hội An. Giữa lịch trình bận rộn của một nguyên thủ quốc gia, Thủ tướng Canada Justin Trudeau được bắt gặp ngồi uống cà phê vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull lại có một trải nghiệm thú vị khác tại một con phố nhỏ ở Đà Nẵng. Hello, how are you? Glad to see you. Yeah. 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 We'll get two. Tự tay mua bánh mì và ngồi ăn cùng người dân trong quán, Thủ tướng Turnbull đã khởi đầu ngày mới một cách rất Việt Nam trước khi bắt đầu hàng loạt cuộc họp quan trọng của APEC. Các nhà lãnh đạo APEC chia tay Việt Nam với những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình APEC 2017. Và một trong những điều làm nên dấu ấn của Việt Nam tại tuần lễ cấp cao APEC 2017 chính là những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có tà áo dài. Vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam một lần nữa lại được các nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam phô diễn với phu nhân các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trong một chương trình nghệ thuật diễn ra vào hôm qua tại thành phố Đà Nẵng. Với điểm nhấn xuyên suốt là hình tượng hoa sen và phượng hoàng thể hiện trên chất liệu lụa và thổ cẩm truyền thống Việt Nam, các bộ sưu tập áo dài đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các đại biểu quốc tế. Thư tha, duyên dáng, độc đáo. Hành trình khám phá áo dài Việt đã đưa phu nhân các trưởng đoàn kinh tế APEC đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ áo dài xưa qua đến áo dài cận đại, rồi thổ cẩm và cuối cùng là tà áo dài hiện đại. Vẻ đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam đã được nhà thiết kế Minh Hạnh thể hiện tinh tế qua 4 bộ sưu tập với 40 mẫu thiết kế. Thông qua câu chuyện của áo dài, chúng tôi muốn các phu nhân hiểu được cái vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ Việt Nam, đó là sự thanh cao, qua những hình tượng của hoa sen, qua hình tượng của chim phụng. Và từ câu chuyện đó, các phu nhân, chiếc áo dài sẽ dẫn dắt được những cảm xúc và những cái khái niệm sâu sắc hơn, những cái biểu hiện sâu sắc hơn của văn hóa Việt Nam trong cái thời đại này. Hoa sen và phượng hoàng là điểm nhấn của bộ sưu tập. Hoa sen giản dị thanh tao như tâm hồn Việt. Phượng hoàng biểu tượng của sự sang trọng và đức hạnh. Đa số các mẫu áo dài được sáng tạo trên chất liệu lụa Bảo Lộc, Lâm Đồng, dòng lụa tốt nhất Việt Nam, điểm xuyết thêu và thổ cẩm. Trong một không gian đậm chất Việt, cùng với tre, hoa sen, âm nhạc và ẩm thực, áo dài
đã kể câu chuyện ý nghĩa về sức sống của những giá trị truyền thống, góp phần đưa văn hóa Việt gần hơn với bè bạn quốc tế. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Philippines tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các hội nghị cấp cao liên quan, theo lời mời của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Hội nghị cấp cao ASEAN 31 và các hội nghị cấp cao liên quan là các sự kiện quan trọng nhất trong năm ASEAN do Philippines làm chủ nhà, với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN và các bên đối thoại như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cùng với Thủ tướng Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Sau lễ khai mạc hội nghị vào sáng mai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và các bên đối tác sẽ tham dự 10 hội nghị chính thức và 7 hội nghị cấp cao ASEAN với 7 đối tác. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng với lãnh đạo các nước Mekong và Thủ tướng Shinzo Abe dự hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản và hội nghị các nhà lãnh đạo thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Những hội nghị này nhằm đưa ra phương hướng và biện pháp tăng cường liên kết ASEAN, nhất là trong việc thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch triển khai trên từng trụ cột cộng đồng, đi cùng với củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như giữa ASEAN và các bên đối tác. Dự kiến các hội nghị lần này có tổng số 55 văn kiện, trong đó các lãnh đạo sẽ ký một văn kiện, thông qua 25 văn kiện, có tuyên bố chung về Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực và ghi nhận 20 văn kiện khác. Ngoài ra, Philippines sẽ ban hành 9 tuyên bố chủ tịch các hội nghị cấp cao. Ngay trong tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ tham dự gala đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Năm nay, ASEAN và nước chủ nhà Philippines tổ chức trọng thị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập, góp phần nâng cao nhận thức người dân về cộng đồng ASEAN cũng như hình ảnh và uy tín trên trường quốc tế. Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017, chiều nay Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân với nhân dân phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo rút kinh nghiệm kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Phát biểu với nhân dân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh giá cao sự chuyển biến, phát triển trên địa bàn phường 6 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo cho đời sống của nhân dân. Phó Chủ tịch nước mong nhân dân thành phố sẽ có thêm nhiều bứt phá, phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tiêu biểu và 30 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn. Dự án đầu tư cao tốc Bắc Nam bao gồm 11 dự án thành phần, trong đó 8 dự án sẽ được đầu tư theo hình thức công tư, chủ yếu là BOT, khoảng 530 km với tổng vốn đầu tư là hơn 100.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp thì đây là hình thức hợp lý nhất. Tuy vậy, với số vốn không hề nhỏ thì nhiều ý kiến lo ngại về khả năng thu xếp đủ vốn cho dự án qua hình thức này. Dự án cao tốc Bắc Nam đầu tư 654 km với tổng số vốn trên 118.000 tỷ đồng. Trong đó dự kiến 55.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, tập trung vào các phần giải phóng mặt bằng đầu tư công và vốn đối trọng, còn lại là vốn xã hội hóa chiếm đến 61%. Vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư ngoài cái nhà nước thì tham gia thì khoảng trên 12.000 tỷ, nhưng mà nguồn vốn cần vay thì trên 50.000 tỷ. Như vậy thì cái hệ số nợ lên tới là 4 chấm. Do đó mà tôi lo lắng là các cái chủ đầu tư này làm sao vay được vốn. Vay vốn nước ngoài đi kèm nhiều điều kiện, mà đầu tiên là yêu cầu lợi nhuận 18%. Trong khi đó, theo tính toán lợi nhuận tại dự án cao tốc Bắc Nam chỉ ở mức 14%. Ngoài ra còn yêu cầu bảo lãnh rủi ro. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nên tính đến bài toán vay trong nước. Sẽ huy động trong vòng khoảng 4 năm. Mỗi năm thì khoảng độ trên 10.000 tỷ thôi. Thì nó chiếm một cái tỷ trọng, cái huy động vốn xã hội hóa không nhiều. Đấy, các kết quả tính toán cho thấy là cái huy động này là không lớn trên tổng cái huy động vốn từ nguồn xã hội. Số vốn này các ngân hàng thương mại có thể hợp vốn làm được, nhưng quy định trong luật các tổ chức tín dụng không cho phép ngân hàng cho một doanh nghiệp vay vượt quá 11% vốn tự có của doanh nghiệp đó và vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng.
Chính vì vậy, cần một hình thức cho vay theo nhóm. Thì chỉ cần ngân hàng nhà nước gợi ý một số các ngân hàng thương mại lớn đứng ra làm ông bầu, tức là tập hợp cả cái ngân hàng thương mại nhỏ lại và tạo ra những cái gói tín dụng như vậy, thì nó hiệu quả hơn là để cho mạnh ai nấy chạy. Rồi thì là mạnh doanh nghiệp nào chạy doanh nghiệp đó, rồi ngân hàng này chạy cạnh tranh với ngân hàng kia, doanh nghiệp này chạy cạnh tranh với doanh nghiệp kia, và cuối cùng thì băm nát cái con đường ra. Và cuối cùng là ông này thừa vốn thì làm nhanh, ông kia thiếu vốn thì làm chậm, và cuối cùng chả làm sao. Dự án đường cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm quốc gia. Để thu hút được các nhà đầu tư ngoài nhà nước, cần có cơ chế để đảm bảo tính công bằng giữa nhà quản lý và nhà đầu tư. Đây cũng chính là nền tảng để có thể đảm bảo được nguồn vốn để thực hiện đại dự án này. Chương trình Thời sự tối của Đài truyền Việt Nam xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.